Nha Trang các bạn. Đây chúng ta đang đứng ở dưới đường thoát. À, một tí mình sẽ lên trên đó. À. Rất là cổ kính, rất là uy nghiêm đó các bạn. Đây là đường lên thác Bà Olaya các bạn. Chúng ta đang đi lên từng bậc lên tháp Bà Ponagar. Nó từng rất cao lắm các bạn. Bây giờ chúng ta lên. Cầu đây là chúng ta đang đứng ở trên tháp Bà Ponagar. Chúng ta nhìn ra biển Nha Trang. Ở bên xa xa bên kia là cái hòn đảo của Vinpearl. Từ xa bên kia là còn đây là thành phố Nha Trang các bạn. Những cái cao ốc, những tòa nhà đó là thành phố Nha Trang. Cặp đường Trần Phú. Đây rất đẹp. Đây, thưa các bạn, đây là quần thể của tháp Bà Ponagar ở Nha Trang. Chúng ta chỉ đến đây mà xem qua. Rất đẹp các bạn. Xây bằng gạch nung. Bây giờ thì có trùng tu sửa chữa. Sau lưng tôi là tháp chính các bạn. Đây là tháp chính. Nó rất là cao. Tháp Bà Ponagar. Tháp Bà Ponagar có niên đại khoảng từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 13.
được xây dựng trên đồi Cù Lao để thờ nữ thần Ponagar là mẹ xứ sở của người Chăm. Từ năm 1653, người Việt đã tiếp nhận khu đền tháp và thờ Thiên Y Anna Thánh Mẫu. Di tích là quần thể kiến trúc gồm tháp cổng Madapa và khu đền tháp do biến động của lịch sử. Hiện nay, di tích chỉ còn lại các công trình hai mặt bằng. Kiến trúc Madapa có 4 hàng cột gạch bát giác, gồm 10 cột lớn phía trong và 12 cột nhỏ bao quanh ở phía ngoài. Khu đền tháp gồm tháp Đông Bắc, tháp Chính, tháp Nam, tháp Đông Nam, tháp Tây Bắc. Di tích được xây dựng bằng chất liệu gạch nung và có các linh tượng, phù điêu, hoa văn trang trí. Bia ký tại các tháp với tài năng và sự sáng tạo, các người dân Chăm đã kết hợp hài hòa tinh tế giữa kiến trúc và điêu khắc, cùng với nhiều phong cách nghệ thuật đã phản ảnh những giá trị đặc trưng của văn hóa Champa. Tháp Bà Ponagar là điểm hội tụ giá trị truyền thống của quá trình tiếp biến và hòa nhập văn hóa, góp phần làm nên yếu tố cố kết cộng đồng của các dân tộc Việt Nam. Ngày nay, di tích luôn được tu bổ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, là nơi tổ chức các hoạt động tín ngưỡng của nhân dân trong và ngoài nước. Năm 1979, Tháp Bà Ponagar được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Năm 2012, lễ hội Tháp Bà Ponagar được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trung tâm Bảo tồn Di tích Khánh Hòa năm 2020. Truyền thuyết Thiên Yana, ngày xưa tại núi Đại An còn gọi là núi Chúa, có ông bà điều khu nhà ở gần chân núi, không có con và trồng dưa để sinh sống. Khi dưa chín thường bị hái trộm, ông rình bắt gặp cô gái chừng 9-10 tuổi hái dưa chơi đùa dưới ánh trăng. Ông Tiều lại gần hỏi thì cô nói mình là người đã hái dưa và không còn người thân thích. Thương cô gái nhỏ, ông dẫn về nhà nuôi nấng, chăm sóc, yêu quý như con đẻ. Một ngày kia, khi trời mưa lũ, cô gái lấy hoa lựa lá đắp làm hòn giả sơn chơi và bị ông Tiều rầy la, hối hận vì mình đã làm cho cha mẹ nuôi phiền lòng. Đúng lúc ấy, có khúc kỳ nam trôi đến, cô đã nhập vào theo dòng nước lũ. Khúc kỳ nam trôi ra biển đến phương xa và dạt vào bờ. Người dân thấy khúc gỗ thơm cho là lạ, rủ nhau lấy về nhưng nặng, không thể khiêng đi được. Bấy giờ thái tử nghe tin liền đến xem, không ngờ nhấc lên một cách nhẹ nhàng, chàng cho đem khúc kỳ nam về hoàng cung và thường xuyên ngắm nhìn. Lúc này thái tử đã đến tuổi kén vợ nhưng chưa được chọn ai. Thế rồi dưới ánh trăng, từ khúc kỳ nam một thiếu nữ hiện ra đi lại và xung quanh tỏ ra mùi hương, nhưng khi thái tử lại gần thì biến mất. Vào một đêm, thái tử gặp được cô gái, nàng xưng là Thiên Y Anna và kể lại lịch của mình cho thái tử nghe. Chàng đem lòng yêu thương và xin vua cha cưới làm vợ. Vua cho bói quẻ thì quẻ tốt nên cho lấy nhau. Họ sống với nhau rất hạnh phúc bên hai người con là công chúa Quý và hoàng tử Trí. Nhưng một hôm nàng nhớ quê hương, liền cùng hai con nhập vào khúc kỳ nam trôi xuôi theo biển đến cửa Cù Quân và tìm về làng cũ. Trở lại vườn dưa thì cha mẹ nuôi đã qua đời, vườn tược quang vắng, nàng bèn lập miếu thờ ông bà và khai khẩn ruộng nương. Dân làng lúc này còn chất phác, chưa biết lo sinh kế tránh hoạn nạn, nên được nàng dạy cách trồng lúa, trồng dâu, nuôi tầm, dệt vải, đặt ra các lễ nghi, ruộng nương từ đó tươi tốt, đời sống người dân mỗi ngày thêm sung túc. Rồi một hôm, bà cùng hai con đến đồi Cù Lao cưỡi chim hạc bay về trời. Từ đó, bà hiển linh cứu độ dân. Người dân tưởng nhớ công đức của bà, bèn tạc tượng dựng tháp thờ phụng đồi Cù Lao và tổ chức lễ hội vía bà hàng năm vào ngày 23 tháng 3 âm lịch. Trung tâm Bảo tồn Di tích Lịch sử Khánh Hòa 2020.
2019. Cũng có cái văn bia bằng chữ Hán đó. Mình thuộc về hậu sinh, thành ra cái chữ này mình không có học, mình không biết. Đây là phía sau của tháp Bà Ponagar các bạn. Phía sau thì cái bia, hai cái bia này người ta khắc ở trên bia mà mình nãy giờ mình đã đọc cho các bạn nghe đó. Đây là bia của Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa khắc và xây dựng. Còn đây là chữ Hán thì bó tay không đọc được đó, các bạn thông cảm. Đây là chữ Hán. Là khuôn viên phía sau người ta cũng trồng cây cảnh để cho khách tham quan nghỉ ngơi. Phòng trưng bày. Thôi thì buổi tham quan ở đây cũng là hết. Nếu các bạn thích cho một like, một đăng ký, một chia sẻ. Cảm ơn, chân thành cảm ơn các bạn. Bye.